Chào các bạn, rất vui mừng khi gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một tiêu đề mới lớn, đó là về phần bào chế. Những cái tài liệu cổ thì phần bào chế là nổi tiếng là cái bộ lâu công bào chế. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bắt đầu học qua bài lâu công bào chế nha. Giờ mình xin viết. Lôi là sấm chớp, công là người đàn ông, bào là lấy một cái vật gì đó, mình gói lại để mình nướng lên gọi là bào. Chế là chế biến từ một hình thức này qua một hình thức khác, gọi là chế, làm cho nó thay đổi đi, hoặc là chế là một cái quy định, một cái quy chế. Dược là thuốc. Tính là tính chất, tính vị. Phú là một thể thơ ngày xưa. Giải là giải thích. Đọc lại lần cho các bạn nghe. Lôi công bào chế dược tính phú giải